Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fagame News, nơi mình tổng hợp lại cho các bạn những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần vừa qua. Và vào rạng sáng ngày 8 tháng 11, một trong những tựa game đáng được mong chờ nhất vào thời điểm cuối năm 2019 là Death Stranding đã chính thức được ra mắt. Tuy nhiên thì từ khoảng một tuần trước thì những đánh giá đầu tiên của tựa game từ các nhà phê bình cũng như là các trang báo uy tín về game đã được công bố. Sau đây hãy cùng với Fagame chúng mình điểm qua một số đánh giá đáng chú ý về Death Stranding để xem là các nhà phê bình có cảm nhận ra sao về tác phẩm mới nhất của Hideo Kojima nhé. Nhìn chung thì điểm số của Death Stranding đang là khá tốt. Theo tổng hợp đánh giá từ 80 nhà phê bình game trên trang OpenCritic, game đang nhận được điểm số là 85 trên 100 và được 97% khuyến nghị nên chơi. Cụ thể thì GameSpot dành cho Death Stranding điểm số là 9 trên 10 với đánh giá là tuyệt vời. Trang báo cũng dành cho game những lời khen như là cốt truyện riêng của các nhân vật thú vị, đáng nhớ cũng như là góp phần tạo nên một câu chuyện lớn hơn. Chiến đấu với kẻ địch dù là con người hay các BT đều để lại ấn tượng khó phai cũng như là có ảnh hưởng đến môi trường trong game và cảm giác của chính người chơi. Việc kết nối với những người chơi khác cũng đem lại một sự thú vị và góp phần làm nổi bật hơn thông điệp được ẩn giấu trong game. Tuy nhiên thì GameSpot lại đánh giá rằng vai phản diện chính của game không thực sự ấn tượng như các nhân vật khác. Famitsu, trang báo đánh giá game nổi tiếng đến từ Nhật Bản thì lại dành cho game điểm số tuyệt đối là 40 trên 40, một điều tương đối là hiếm hoi đối với trang báo nổi tiếng là khó tính này. Trang GamesRadar thì chấm cho Death Stranding điểm số là 3,5 trên 5 với những nhận xét như là môi trường trong game ấn tượng và một thế giới thú vị. Mặc dù vậy thì GamesRadar lại nhận xét rằng cốt lõi gameplay của Death Stranding là khá tẻ nhạt và tính thử thách trong game thì chưa được cao. Game Informer thì lại dành cho game điểm số là 7 trên 10 với những lời khen về đồ họa, âm thanh và lồng tiếng cũng như là cốt truyện có chất riêng và rất khác biệt. Họ cũng đánh giá rằng tuy gameplay của Death Stranding có chất riêng và đậm nét Hideo Kojima nhưng lại chưa thực sự tốt và chưa xứng tầm với những khía cạnh khác của game. Trên trang web Metacritic thì điểm số trung bình của game đang là 83 trên 100. Phần lớn đều đánh giá rằng Death Stranding là một trải nghiệm mới lạ, khác biệt nhưng đáng tiếc lại có một lối chơi tương đối nhàm chán và chắc chắn sẽ có nhiều người cảm thấy không hợp với game. Một số nhà phê bình khác như là Destructoid, Easy Allies đã cho game điểm số là 8 trên 10, trong khi EGM và Game Revelations lại cho game điểm số tuyệt đối là 5 trên 5. Ngoài ra thì Death Stranding cũng nhận được rất nhiều điểm tuyệt đối 10 trên 10 đến từ các trang báo là Trusted Review, Gaming Trend, SkinRant hay là PushSquare. Bên cạnh những điểm số khá ổn như trên thì cũng có một số trang báo chấm điểm cho Death Stranding những điểm số tương đối thấp. Trang IGN UK đã chấm cho game điểm số là 6,8 trên 10 và đánh giá rằng tuy ý tưởng của game là rất thú vị, nhưng lối chơi lại tỏ ra quá kém cỏi so với tầm vóc của game. Hai trang web Survivor và PowerUp thậm chí còn nặng tay hơn khi cho game điểm số rất thấp là 3,5 trên 10 và 3 trên 10 về lý do rằng tuy đồ họa và chất lượng lồng tiếng của các nhân vật là tốt, nhưng những thứ còn lại thì không. Họ đánh giá Death Stranding là một tựa game có cốt truyện khó hiểu, lan man rông dài và cách kể chuyện kém cỏi, lối chơi nhàm chán và không đáng để bỏ thời gian ra để trải nghiệm. Như vậy thì qua một số đánh giá về Death Stranding, chúng ta có thể thấy là các nhà phê bình game đang bị phân cực khá rõ nét. Một số thì cho rằng game thực sự xứng danh siêu phẩm, một số thì cho rằng game chỉ dừng lại ở mức tốt, số còn lại thì cho rằng Death Stranding là một sự thất vọng. Dù vậy thì điều này đã hoàn toàn được dự báo ngay từ đầu khi định hướng của Death Stranding là một tựa game hoàn toàn khác biệt, mới lạ và đem đến một trải nghiệm không dành cho tất cả mọi người. Chính vì lẽ đó, việc có những đánh giá siêu thấp về game là hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy vậy thì chúng ta cũng nên dành lời khen tới Hideo Kojima và đội ngũ của ông vì đã dám phá cách, thực hiện một game hoàn toàn mới, không đi vào những lối mòn đã có sẵn. Còn về việc Death Stranding thực sự là một tựa game như thế nào thì có lẽ mỗi người trong số chúng ta sẽ có một câu trả lời riêng sau khi hoàn thành tựa game kỳ lạ này. Nếu các bạn cũng đang chơi Death Stranding thì hãy cùng chia sẻ cảm nhận cho chúng mình biết bên dưới phần bình luận nhé. Và như thường lệ, sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác diễn ra trong tuần. Bên cạnh Death Stranding thì một tựa game đang rất được mong chờ tuần qua đó chính là Red Dead Redemption 2 phiên bản PC đã chính thức được ra mắt trên hai nền tảng là Rockstar Games Launcher và Epic Games Store. Như những số Fagame News trước bọn mình đã đưa tin thì phiên bản PC của Red Dead Redemption 2 yêu cầu một cấu hình rất khủng. Chính vì vậy đã có rất nhiều bạn tỏ ra lo ngại khi phiên bản PC của game sẽ có thể gặp vấn đề. Trong quá khứ, Rockstar đã từng gặp không ít vấn đề với các phiên bản port PC dành cho các tựa game của họ. Ví dụ kinh điển cho trường hợp này chính là phiên bản PC của GTA 4, một bản port thực sự tệ hại và không bao giờ được sửa lỗi hoàn toàn. Chính điều này cộng với việc yêu cầu cấu hình tương đối cao của Red Dead Redemption 2 đã dấy lên vô số những lo ngại về một phiên bản PC kém chất lượng. Khi game chính thức được ra mắt vào ngày 5 tháng 11 vừa qua thì đúng với những lo ngại của nhiều người, phiên bản PC của game đã gặp rất nhiều vấn đề. Cụ thể thì đã có rất nhiều người chơi gặp phải vấn đề ngay từ lúc mở game, tình trạng crash game xảy ra liên tục, thậm chí ngay cả khi đã vào được game thì nhiều người vẫn tiếp tục gặp lỗi đứng hình trong cả các đoạn cutscene và gameplay, cho dù cấu hình máy tính của họ là đủ sức để chơi được game. Tình trạng game bị đứng hình xảy ra ở cả hai thiết lập game dành cho DirectX 12 và Vulkan, nhưng đa phần xảy ra nhiều hơn khi người chơi chọn thiết lập Vulkan.
Đáng chú ý hơn thì những lỗi này xảy ra ở cả hai nền tảng là Rockstar Game Launcher và Epic Game Store, và người dùng ADM thì hay bị gặp lỗi hơn người dùng Nvidia. Rockstar đã ngay lập tức tung ra hai bản patch để sửa những lỗi kể trên, và tình trạng đúng là đã có cải thiện, dù vẫn chưa giải quyết được triệt để mọi vấn đề. Đây thực sự là một lỗi không nên có, nhất là khi phiên bản PC của Red Dead Redemption 2 được đồn là đã được thực hiện từ lâu, chứ không phải là một bản port vội vã. Hy vọng là trong thời gian tới tình trạng này sẽ được cải thiện hoàn toàn để người chơi PC có thể yên tâm trải nghiệm Red Dead Redemption 2. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn có đang chơi Red Dead Redemption 2 hay không? Và trải nghiệm của các bạn như thế nào? Hãy cùng chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé! Mới đây, trưởng bộ phận thiết kế của Diablo 4, ông Joe Shelley đã công bố rằng tính năng microtransactions vẫn sẽ tồn tại trong game. Tuy nhiên thì ông Shelley cho biết tính năng này sẽ không làm ảnh hưởng đến gameplay mà sẽ chỉ tồn tại dưới dạng là các bộ đồ hoặc các vật phẩm để trang trí mà thôi. Ông cũng cho biết thêm rằng chắc chắn Diablo 4 sẽ có những gói mở rộng cốt truyện và các lớp nhân vật giống như là phiên bản tiền nhiệm. Đây sẽ là một nước đi đúng đắn cho Diablo 4 khi chắc chắn rằng Blizzard sẽ không muốn lặp lại vết xe đổ của Diablo 3 hồi mới ra mắt là microtransaction làm ảnh hưởng quá nhiều đến gameplay. Một thông tin khác đáng chú ý về tính năng crossplay của Diablo 4 khi Blizzard đang úp mở rằng game sẽ hỗ trợ chơi mạng giữa các nền tảng là PC và console với nhau. Rõ ràng rằng với việc Diablo 4 sẽ đi theo hơi hướng của một game MMORPG thì việc hỗ trợ crossplay là một điều tất yếu. Tuy nhiên thì giám đốc điều hành của game ông Alan Adam cũng nói rằng còn rất nhiều việc phải làm để thực hiện hóa crossplay giữa các nền tảng, nhưng đó sẽ là mục tiêu mà Diablo 4 muốn hướng đến. Diablo 4 hiện vẫn chưa có ngày ra mắt, và theo phát ngôn chính thức đến từ Blizzard thì game thủ sẽ còn phải chờ đợi một khoảng thời gian khá lâu nữa trước khi chính thức được chơi thử tựa game này. Game 4K là thứ vô ích. Đó chính là nhận xét của Dino Patti, cựu CEO và đồng sáng lập của Playdead, nhà phát triển của hai tựa game indie nổi tiếng là Limbo và Inside. Tôi nghĩ game 4K thật là vô ích, Patti nói tại sự kiện Reboot Develop ở Canada. Nó ép buộc một cách khiên cưỡng bởi các nhà cung cấp công nghệ cho các hệ máy console mà điển hình là Microsoft và Sony. Họ không tôn trọng sự phát triển tự nhiên của trò chơi điện tử mà lại cố gắng thúc ép nó khiến những tựa game nhảm nhí ra đời. Sau khi rời khỏi Playdead thì Patti đã tham gia sáng lập nên hai studio mới là Coherence và Jumpship. Coherence hiện đang nghiên cứu để tạo nên một nền tảng phát triển mã nguồn mở với công nghệ điện toán đám mây, trong khi Jumpship thì đang định hình cho tựa game đầu tiên của họ là Somerville, hứa hẹn là một câu chuyện khoa học viễn tưởng na ná như là Limbo hay là Inside, nhưng không cần tới độ phân giải 4K mà vẫn mang được tới trải nghiệm tốt nhất cho người chơi. Nhìn chung, quan điểm của Patti là luôn cố gắng không phải động tới đồ họa 4K để phản đối lại việc làm tiền của các nhà cung cấp công nghệ cao. Việc chạy đua theo xu hướng công nghệ như vậy theo ông là không cần thiết và dễ dẫn đến những sản phẩm rỗng tuếch với vẻ ngoài hào nhoáng. Trong số những tựa game độc quyền cho PlayStation 4 thì Horizon Zero Dawn là một trong những cái tên được rất nhiều người yêu thích và mong chờ có phần tiếp theo. Tuy nhiên thì kể từ khi phiên bản mở rộng The Frozen Wilds được phát hành vào tháng 11 năm 2017, studio phát triển là Guerrilla Games vẫn chưa tiết lộ gì về hậu bản của game. Thế nhưng thì với việc PlayStation 5 sẽ được ra mắt vào năm sau, một số tin đồn lại tiếp tục rộ lên về việc Horizon Zero Dawn 2 sẽ là một trong số những tựa game độc quyền đầu tiên cho PlayStation 5. Theo đó thì một số những diễn viên lồng tiếng cho Horizon Zero Dawn đã từng úp mở về phần 2 của game vào hồi đầu năm. Ngoài ra thì mới đây Guerrilla Games cũng đã đăng tuyển vị trí cho rất nhiều công việc và một trong số chúng có liên quan đến Horizon Zero Dawn 2. Game cũng được cho rằng là sẽ được phát hành không lâu sau khi PlayStation 5 được ra mắt để đóng vai trò như là một tựa game độc quyền cho thế hệ máy chơi game mới. Dĩ nhiên thì tất cả những thông tin trên đều chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn và chưa được xác thực, nhưng với việc doanh thu cũng như là điểm số dành cho Horizon Zero Dawn đều rất tốt thì việc game có một hậu bản là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Như các bạn đã biết thì thời gian gần đây, Microsoft đã bắt đầu hướng đến một chiến dịch khác trong việc cạnh tranh với Sony bằng việc hợp tác với Steam trong việc đem các tựa game của hãng lên nền tảng phân phối game này. Trong số những tựa game của Microsoft sẽ được đưa lên Steam thì có lẽ cái tên bất ngờ nhất và đáng được mong chờ nhất chính là Halo The Master Chief Collection, phiên bản tổng hợp 6 tựa game Halo. Với các fan của dòng game này nói riêng và toàn bộ cộng đồng game nói chung thì đây quả là một tin đáng mừng. Halo là một trong những dòng game bắn súng cực kỳ lâu đời và nổi tiếng, nhưng vì từ phiên bản Halo 3 trở đi thì tất cả đều độc quyền cho các hệ máy của Xbox nên không nhiều người thực sự được tiếp cận với chúng. Thỏa thuận đưa Halo The Master Chief Collection lên Steam thực sự là một nước đi sáng suốt của Microsoft. Tuy nhiên, kể từ lúc được công bố thì chưa có bất cứ một thông tin nào về ngày phát hành của gói tổng hợp này. Những thông tin được đưa ra là hết sức nhỏ giọt, và game thủ chỉ có thể đồn đoán rằng tựa game đầu tiên trong gói tổng hợp này là Halo Reach sẽ được ra mắt vào khoảng cuối năm 2019. Tuy nhiên thì mới đây đại diện của Microsoft ông Brian Jarrett đã phản đối một bình luận trên Twitter rằng Microsoft chưa bao giờ nói rằng Halo Reach sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Ông Jarrett cũng tiếp tục khẳng định rằng Halo Reach sẽ được ra mắt khi game đã thực sự sẵn sàng.
Tuy nhiên thì về việc gần đây cấu hình yêu cầu dành cho game đã được Microsoft tung ra, thì chúng ta có thể hy vọng ngày được thấy Halo Reach trên PC sẽ không còn quá xa. Và như đã được thông báo từ trước thì Halo The Master Chief Collection sẽ được phát hành theo thứ tự lần lượt từng phiên bản một chứ không phải là cùng một lúc. Sau Halo Reach, những phiên bản sẽ lần lượt được phát hành theo thứ tự là Halo Combat Evil Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3 ODCT và cuối cùng sẽ là Halo 4. Mặc cho sự phát triển nhanh như vũ bão của ngành công nghiệp game thì trong tuần vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã cho ban hành một số quy định về hạn chế thời gian chơi game trực tuyến của trẻ vị thành niên. Đây là một trong số những nỗ lực cứng rắn của các nhà lãnh đạo quốc gia tỷ dân này trong việc kiềm chế chứng nghiện game đang ngày càng gia tăng một cách đáng báo động ở giới trẻ Trung Quốc. Theo Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc, trò chơi điện tử có thể gây ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần, cũng như là làm rối loạn việc sinh hoạt và học tập. Các quan chức chính phủ tin rằng game là nguyên nhân làm gia tăng mức độ cận thị và học tập sa sút trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay và luật pháp sẽ phải can thiệp để chống lại bệnh nghiện game của giới trẻ. Do đó, vào hôm thứ Ba vừa qua, một số lệnh cấm đã được ban hành để áp lên giới trẻ Trung Quốc. Cụ thể là trẻ em dưới 18 tuổi sẽ bị cấm chơi game từ khoảng 10 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau. Và các ngày trong tuần thì chúng sẽ không được phép chơi game quá 90 phút mỗi ngày và không được quá 3 tiếng vào các ngày cuối tuần hoặc nghỉ lễ. Đồng thời, tùy theo độ tuổi thì các game thủ trẻ cũng sẽ bị giới hạn lượng tiền nạp vào game từ khoảng 28 đến 57 đô la. Đây được coi là một động thái quyết liệt của chính phủ Trung Quốc nhằm vào ngành công nghiệp game online đang cực kỳ thịnh vượng tại quốc gia này với hơn 38 tỷ đô la doanh thu hàng năm với hàng triệu người chơi mỗi ngày. Trong những năm gần đây thì giới truyền thông Trung Quốc đã công khai chỉ trích nhiều trò chơi là bạo lực và độc hại, gây ảnh hưởng xấu tới người dân của họ. Điển hình các ông lớn như là Valve hay là Blizzard đã phải học cách nhún nhường, thay đổi thiết kế các nhân vật làm sao cho hợp với thuần phong mỹ tục của người bản địa. Tuy nhiên thì lệnh cấm này cũng nhận được những phản ứng trái chiều từ cộng đồng game thủ và cả những phụ huynh. Ông Dương Bình Bản, một chủ doanh nghiệp ở phía đông Trung Quốc cho biết mình lo rằng bọn trẻ vẫn sẽ tìm được cách lách luật. Nếu chúng chuyển sang chơi những trò chơi không cần kết nối Internet thì việc kiểm soát và theo dõi là vô cùng khó khăn. Theo ông, chúng ta nên tập trung vào phát triển những thứ có thể thay thế được cho game, ví dụ như các môn thể thao như là bóng đá hay bóng rổ chẳng hạn. Vậy là những thông tin liên quan đến lệnh cấm trẻ em chơi game khuya ở Trung Quốc cũng đã kết thúc số Fame News của tuần này. Các bạn có suy nghĩ gì về những quy định hạn chế này và giả sử nếu như chính phủ Việt Nam cũng đưa ra một quy định tương tự thì các bạn sẽ đồng tình hay phản đối? Hãy cùng chia sẻ những quan điểm của các bạn bên dưới phần bình luận nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay xin đừng quên like, share và subscribe cho Fame Game. Mình là Trường và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!